chào hen. Hết hồn hoài. Thiệt á, tự nhiên rồi. Cái gì vậy? Rồi bây giờ anh đứng rồi mới nhìn thấy mặt bự quá. Thế nghe này, mình bỏ qua vụ bự bự nhỏ nhỏ được không? Hết hồn rồi. Bữa nay anh em chúng ta là cùng tông đồng điệu với nhau nè. Đó, bữa nay anh cũng không có muốn hỏi thăm các em nhiều làm gì, bởi vì anh muốn gặp gỡ khách mời ngay lập tức. Tiết lộ nhẹ cho hai đứa em biết luôn. Khách mời hôm nay của chúng ta gồm có hai chàng trai. Wow, có trai là được rồi. Dạ, một được trai rồi. Đẹp. Dạ. Trai đẹp. Và một trai đã từng đẹp. What? Ủa chứ phải một trai còn lại là đẹp hơn hả anh? Không có em, đẹp và đã từng đẹp. Bởi vì thời gian đôi khi nó mài mòn nhiều thứ lắm, mà trong đó có nhan sắc nữa. Ồ. Đó. Thôi mình tới liền với hai cho chàng trai. Cho nên là dạ, dạ, liền đi. Để mình coi khách mời hôm nay là ai. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay xin được chào đón Tuấn Trần và Hứa Minh Đạt.